chính là Luffy đây. Gì? Luffy mà nhìn như kiểu gì này? Bây giờ nhá, chị sẽ dùng sức mạnh của Luffy co giãn người, vứt tờ giấy này vào thùng rác cách 2 km kia. Em tin không? Rồi, Luffy đều rồi, Luffy đều rồi. Thôi rồi, quả này em sẽ tiêu diệt Luffy. Chơi luôn. Yeah. Bắn đi, bắn đi. Ôi, cuốn đây, cuốn. Ồ, cuốn ơi, hộp gì còn phát sáng nhỉ? Hộp gì lạ chị nhỉ? Hay là mình mở ra xem đi. Không được đâu, em sợ lắm, sợ trong có cái gì sao? Yên tâm, đã có sức mạnh Luffy của chị đây rồi. Thôi chị đứng ngoài giả chứng nữa. Nguy hiểm chị ơi, đừng mở. Không phải sợ. Ui, sợ lắm chàng ơi, đừng mở. Để chị. Ôi chị ơi, sao lại có 2 hộp sứ ở ven đường thế này? Chị cũng không biết nữa. Thôi, đằng nào cũng đang khát, mình uống đi cho đỡ thèm. Ok chị. Chị không. Cái gì nhỉ em nhỉ? Cái gì ấy chị? Chị cũng không biết nữa. Thôi, mình vừa uống sữa mình đi vừa đi về đi. Ừ, cái gì ấy nhỉ? Em. Con chào mẹ mới học về à? Nhà cách trường có 1 cây số mà các con ta học từ 11:30 mà 3 giờ chiều mới về đến nhà. Hay già. Lần sau đừng qua đi la cà nữa nhé các con nhá. Hay già. Hai con ngồi xuống ghế mẹ bảo. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Hay già, đánh cái gì? Các con đi học về có đói không? Ồ, thế không phải mẹ đánh con à? Không phải rồi. Hay già, các con đi học về muộn quá nên là mẹ ăn hết cơm rồi. Nhưng mà không sao, mẹ đã chuẩn bị cho hai con một lốc sữa Ovanti rồi đây. Wow, sữa Ovanti đó mẹ. Ừ. Trùng hợp thế nhỉ? Ừ. Rồi. Chị em mình nhận được 2 hộp này này. Rồi, vừa con cũng nhận được 2 hộp sữa Ovanti. Mẹ ơi, sao lại có thẻ One Piece ở trong sữa Ovaltine này mẹ? À, sữa Ovaltine đang có chương trình săn thẻ đổi quà đấy con ạ. Trong mỗi lốc sữa Ovaltine UHT hoặc là DHA cộng sẽ được tặng 2 thẻ bài One Piece đảo hải tặc đấy con ạ. Bây giờ nếu các con hoặc ai đó thu thập đủ 18 thẻ bài sẽ ghép được thành 1 tấm bản đồ hải tặc đấy. 1 tấm bản đồ á mẹ? Nhưng mà để làm gì hả mẹ? Các con dùng tấm bản đồ này liên hệ số hotline hoặc fanpage Ovaltine sẽ đổi được 1 vali đặc biệt từ Ovaltine đấy. Hay già, ngon chưa mấy đứa? Mua sữa vừa được uống sữa, vừa có thẻ One Piece để chơi, lại còn đổi được quà từ Ovaltine nữa. Yeah, thật là cao tay, 1 mũi tên bắn trúng 3 đít. Bắn trúng 3 đít. Quả này em sẽ thu thập hết thì à và ghép thành tấm bản đồ trước thì hàng em sẽ mang đi đổi quà luôn. Được rồi, để xem ai đổi được quà trước nha. Mẹ. Hay già. Các con có bao nhiêu thì mua bao nhiêu đi. Tiền của mẹ, mẹ mua sữa đổi quà hết rồi. Các con có nhiều dùng nhiều nhá. Ok mẹ. Thế thì bây giờ bọn con đi mua sữa để săn thẻ luôn đây. Ừ, chúc các con may mắn. Vâng ạ. À từ từ, cho mẹ săn nốt cái thẻ này đã. Mẹ gần đủ tấm bản đồ rồi. Hay già, mẹ đi nấu cơm đây. Đi chị ơi. Chị đã có 1 thùng sữa Ovaltine DHA cộng đi rồi. Trong mỗi lốc sữa có tận 2 thẻ bài One Piece đấy. Thế thì của em có khác gì đâu. Trong mỗi lốc sữa Ovaltine UHT của em cũng có 2 thẻ trong 1 lốc đây. Khác nhau rồi, em chỉ cần thiếu 16 thẻ nữa thôi. Chị cũng thế nhá. 5 và 6 gì? 3, 4, 5, 6. 4 thẻ bài khác nhau rồi. 0, 7, 17 gì? Khác nhau nữa. Đây nữa. Bao nhiêu đây? 1, 2, yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Thế mình thật là đỏ. Mà không đỏ bằng em được. 1 hour later. Chị hết thẻ rồi, giờ chị sẽ ghép tấm bản đồ đây. Thì em ghép trước chị. Yeah. Ê, số mấy nào? 3. 07 này, 02 này. 3 đây. 14. Ô, chị bị thiếu thẻ rồi. À, em mang hết thẻ của em đây để chị ghép thành tấm bản đồ, nhanh lên. Ồ, chị bị mơ à? Sao chị không đưa hết cho em để em ghép thành tấm bản đồ? Em nhầm thiếu. Không, tất nhiên là không thế được rồi. Em cho chị đâu?
Được rồi, thế thì bây giờ em có dám chơi trốn tìm với chị không? Mỗi người sẽ có 5 phút để trốn. Nếu mà không tìm thấy thì người đấy thua cuộc và phải nộp hết số thẻ còn lại cho người còn lại. Ô, em sợ gì mà em chơi luôn. Rồi bây giờ chấp em đi trốn trước, chị đi tìm nhá. Ok chị. Sẵn sàng nha em. Em sẵn sàng rồi. Chị là người dễ tính, chính vì thế chị sẽ cho em 5 giây để đi nấp. Thế em chỉ cần của chị 1 giây thôi. Thôi em đùa ấy, chị dám nát đi để em đi núp mà. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Mệt quá, chàng vẫn đang đếm ở kia. Thôi, mình uống một hộp sữa Ovaltine để tiêu thêm năng lượng đã. Mệt quá. Lưỡi lửa. Ơ, sao mình sờ vào để không bị làm sao này? Chắc là người mình có sức mạnh gì rồi. Đúng rồi, mình sẽ chui vào lưỡi lửa mình núp. Chàng có tìm con nào mới thấy được. Yeah, đúng rồi, chui ở đây. Yeah, chàng ra sau tìm rồi. Sao lại không thấy em cún ở đâu ấy nhở? Ơ, sao lại có núi lửa ở đây nhở? Vừa rồi mình tìm đâu có thấy đâu. Gì đây nhở? À, em cún, thua rồi nha. Em nấp ở đây mà chàng cũng biết á. Thôi rồi, để em đi tìm. Nào em đếm nha, 5 phút cho chị. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 60, 70, 80. Mình sẽ trốn ở trong tủ quần áo. Em cút không bao giờ phát hiện ra được. Trốn trong này và uống sữa Ovaltine quá là tuyệt vời luôn. Nóng quá. Người mình có sức mạnh gì đặc biệt lại còn có thể tạo ra hơi lạnh. Đúng rồi, thế thì mình thoải mái mà đóng cửa tủ vào. Mình sẽ biến cái tủ quần áo thành một cái tủ lạnh. Yeah, đóng cửa vào. Mình tìm hết xung quanh sân nhà rồi, không lấy chàng ở đâu, chỉ còn trong nhà thôi. Mình phải vào nhà tìm thử. Mình tìm hết các phòng rồi, còn mất phòng này mình chưa tìm thôi. Chả lẽ lần này mình thua chàng sao? Mình sẽ mất hết tiền. Oh no. Ôi ôi, đây là cái tủ quần áo mà. Sao lại giống tủ lạnh nhỉ? Mà nó lại lạnh như cái tủ lạnh ấy. Nhưng mà mình không thích lạnh, mình phải cho cái tủ này nóng lên. Mình có sức mạnh là nóng mà. Đúng rồi. Yeah. Hóa chàng nghe với chàng rồi. Yeah. Ô mà chị ơi, làm sao chị có thể biến cái tủ quần áo thành tủ lạnh được chị? Chị cũng không biết. Sợ thế nhỉ? Chơi trốn tìm này chị em mình hòa nhau rồi. Chị nhớ rồi, mẹ có bảo là cái thẻ này ngoài săn thẻ đổi quà ra, mình có thể chơi quản tù tì để lấy thẻ nữa. Em còn dám chơi không? Em có sợ chị đâu mà không dám chơi, chơi luôn. Rồi, bây giờ chị em mình chơi luôn nhá. À quên, uống sữa Ovaltine để giúp nhân vật chính sở hữu siêu trí tuệ cùng năng lượng tràn đầy để cân mọi trận đấu. Chơi tiếp đi em. 1, 2, 3. Ra đấm. Em ra kéo. Ha ha, thẻ bài mang ngay chị. Tấm bản đồ. Yeah.
18 thẻ bài One Piece tạo thành một tấm bản đồ đi đổi vali. Ôi em buồn lắm, không có thẻ để đổi quà rồi. Bây giờ chị em mình đi đổi quà rồi vali cùng nhau dùng chung nhá. Thật hả chị? Vâng. Sau đó thì hai chị em mình lại tiếp tục mua sữa Ovaltine để uống, rồi lại sẵn thẻ rồi lại đổi quà. Vâng. Bây giờ chị em mình phải liên hệ hotline 1900 0319 hoặc fanpage Ovaltine Việt Nam để đổi quà. Thế thì liên hệ ô chị. À mà các bạn ơi, sau chương trình này thì Ovaltine sẽ có rất là nhiều chương trình với quà tặng hấp dẫn khác với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Vua Hải Tặc. Các bạn cùng đón chờ nhá. Thôi lấy thẻ đi đổi quà luôn không chị? Ok em. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video.